khi nào phe tướng lĩnh quân đội sẽ tính sổ với Tổng Bí thư Tô Lâm. Sự tranh chấp quyền lực giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và phái cánh với phần còn lại của lãnh đạo cấp cao trong đảng có nhiều chỉ dấu sẽ không có hồi kết. Trước lễ hái tử thần mà cựu Bộ trưởng Bộ Công an đã từng sử dụng để loại bỏ đối thủ chính trị trong đảng, đã buộc toàn thể lãnh đạo đảng, kể cả giới tướng lĩnh quân đội, phải siết chặt tay nhau để tạo thành một khối thống nhất chống lại nguy cơ sẽ bị biến thành củi. Trong bối cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm đã sớm nhận ra bản thân mình bộc lộ tham vọng quá sớm, trong lúc còn thiếu uy tín trong đảng, việc Tổng Bí thư Tô Lâm được cho là đã chủ động nhưng lại chức vụ Chủ tịch nước để giảm bớt các áp lực trong đảng. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở trong tình thế leo lên lưng cọp. Theo giới quan sát, trong những ngày gần đây, khi Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện chính sách thân Hoa Kỳ và phương Tây và chiều ngược lại đã cố gắng rời xa Bắc Kinh, điều đó đã khiến cho thế lực bảo thủ thân Trung Quốc lập tức có những dấu hiệu đáp trả. Việc ban đảng của tướng Lương Cường bắt tay với ban tuyên giáo trung ương của tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tấn công gán ghép Đại học Fulbright làm cách mạng màu để phá hoại biểu tượng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Đáp lại, bên cạnh việc mở văn phòng thường trú của báo New York Times, ông Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an tiến hành kiểm tra công ty Vinachem với ứng dụng Salo có nguồn gốc công nghệ cũng như do Trung Quốc đứng sau thao túng. Lập tức, phe chống Tô Lâm chiếm số đông trong đảng đã lật lại hồ sơ vụ việc Tổng Bí thư Tô Lâm bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Sô giữ chức vụ trợ lý Tổng Bí thư phụ trách văn phòng Tổng Bí thư với cáo buộc làm trái quy định nhằm gây áp lực với Tổng Bí thư. Theo giới thạo tin tiết lộ, việc ông Tô Ân Sô trước khi được bổ nhiệm làm trợ lý Tổng Bí thư Tô Lâm luôn có mặt tại hầu hết các cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chuyến công tác quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Hơn nữa, ông Tô Ân Sô năm nay đã 61 tuổi, căn cứ theo Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu của nam là 60. Như vậy, ông Sô đã quá độ tuổi theo quy định. Điều đó đã làm cho một bộ phận không nhỏ lãnh đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các tướng lĩnh quân đội, tỏ ra không hài lòng. Việc bổ nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tướng Lương Tam Quang, trong khi chưa đủ tiêu chuẩn để xét vào Bộ Chính trị, rồi sau đó ngay lập tức đưa ông Quang vào Bộ Chính trị. Tương tự như việc đưa Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế Chánh văn phòng Trung ương rồi đưa thẳng vào Ban Bí thư mặc dù chưa là ủy viên Bộ Chính trị. Thời gian gần đây, từ nay cho đến hội nghị Trung ương 10, chỉ còn chưa đầy một tháng, đó là thời điểm mà ông Tô Lâm phải san sẻ chức Chủ tịch nước cho phe quân đội và chỉ giữ duy nhất chức vụ Tổng Bí thư. Đây có thể là một bước ngoặt đánh dấu sự suy yếu quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Nhưng ở chiều ngược lại, phe quân đội sẽ nắm giữ chức Chủ tịch nước, vị trí thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Kể cả thứ quyền lực đen của ông Tô Lâm và Bộ Công an với kho dữ liệu khổng lồ, hồ sơ nhúng chàm của các quan chức cấp cao cũng khó có thể phát huy được hiệu lực như trước đây. Rất có thể phe tướng lĩnh quân đội sẽ trở thành và đóng vai trò trung tâm đoàn kết để thực hiện kế hoạch bẫy ông Tô Lâm ra khỏi chiếc ghế Tổng Bí thư trong các kỳ họp trung ương cuối của nhiệm kỳ Đại hội 13, bàn về công tác nhân sự. Chúng ta hãy cùng chờ xem khi đó người ta sẽ tính sổ đầy đủ với ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin khi nào phe tướng lĩnh quân đội sẽ tính sổ với Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm từ chủ động phải chuyển sang phòng thủ và hòa hoãn? Quyết định của Quốc hội Việt Nam sẽ bầu mới chức danh Chủ tịch nước ngày càng trở thành hiện thực. Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ nắm được chức danh người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, còn chức vụ Chủ tịch nước sẽ được bàn giao cho một lãnh đạo cấp cao khác. Việc Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Sô làm trợ lý Tổng Bí thư và phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư càng khẳng định điều đó. Như vậy, giấc mộng nhất thể hóa chức vụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước bóng Tô Lâm theo đuổi đã tan thành mây khói. Việc nắm giữ chức Chủ tịch nước vốn vẫn được cho là có tiếng nhưng không có miếng
đối với ông Tô Lâm trong lúc này vẫn có ý nghĩa. Nếu ông không nắm được chức này thì sẽ mất đi vai trò thống lĩnh các lực lượng vũ trang rất quan trọng. Dẫu rằng Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn nghiễm nhiên là Bí thư Quân ủy Trung ương. Dưới sức ép của nội bộ đảng, tham vọng nắm quyền lực tuyệt đối của ông Tô Lâm tạm thời đã bị chặn lại. Ông không thể nắm trọn cả các cơ quan đảng và nhà nước, chính phủ và quốc hội. Động thái này cho thấy vai trò chủ công của ông Tô Lâm lâu nay đã bị buộc phải chuyển sang thế phòng ngự để tính toán phương án mới, làm thế nào để ông có thể chế ngự phe tướng lĩnh cấp cao trong đảng, vốn dĩ trung thành với cố Tổng Bí thư và Bắc Kinh. Cách đây chưa lâu, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn sống, ông Tô Lâm lợi dụng sự tin tưởng của ông Trọng đã lạm quyền tiền trảm hậu tấu, khiến cho các đối thủ trở tay không kịp. Sau đó tình hình dường như đã được vãn hồi, khiến ông Tô Lâm và phe cánh phải cẩn trọng hơn. Phe quân đội với vai trò trung tâm quyền lực đã lá chắn cuối cùng để bảo vệ chế độ, nhưng do mất đoàn kết nội bộ nên đã đánh mất vị thế của mình trong Tô Lâm và phe cánh công an, cũng như nhóm Hưng Yên của ông Tổ. Trong khi phe quân đội có hai đại tướng và lực lượng quốc phòng hùng hậu, vậy mà phải khoanh tay ngồi nhìn đại tướng công an Tô Lâm hoành hành như trốn không người. Theo một số nhận định, thế và lực của ông Tô Lâm và phe cánh trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư chưa đủ mạnh. Đó là lý do trong thời gian gần đây, ông Tô hết sức nỗ lực trong công tác tổ chức nhân sự để đưa các nhân vật thân tín của mình và nắm giữ các cương vị chủ chốt mang tính quyết định. Trong khi đó, Hội nghị Trung ương 10 chỉ còn chưa đầy một tháng sẽ khai mạc và thời gian từ nay đến đó có một số ý kiến hết sức quan trọng. Cũng theo một số đánh giá, phe quân đội sau một thời gian ngơ ngác không có những phản ứng cần thiết, cuối cùng đã khẳng định quan điểm bất di bất dịch, trung tâm quyền lực thuộc về quân đội chứ không phải do công an kiểm soát và thao túng. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chủ động rời ghế Chủ tịch nước để nhường lại cho phe quân đội được cho là ông Tô Lâm đã chuyển sang giai đoạn hòa hoãn. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo.de được biết về sự thay đổi một số chủ trương. Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đang cố gắng làm đẹp hình ảnh của mình để lấy lòng dân chúng cũng như các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị. Nếu không, ông sẽ khó nhận được sự ủng hộ để trở thành trường hợp đặc biệt tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Ông Tô Lâm sẽ hạn chế bắt bớ các quan chức cấp cao tham nhũng, sẽ không bị xử lý hình sự, kể cả các vụ tham nhũng đặc biệt lớn mà công luận hết sức quan tâm như vụ gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, vụ ông Đặng Quốc Khánh cũng chỉ để bắt nộp lại tiền rồi thôi, chứ không khởi tố bắt giam như thân tin trước đây đồn thổi. Tuy nhiên, chúng ta hãy cùng đợi xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin phải chăng Tổng Bí thư Tô Lâm tư thế chủ công chuyển sang phòng thủ và hòa hoãn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.